Công an vào cuộc điều tra đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng ở Quảng Nam. Hà Nội hủy kết quả đấu giá 3 mỏ cát khủng gần 1.700 tỷ đồng. Quân ủy Trung ương xem xét kỷ luật 12 quân nhân. Tạm giữ trưởng phòng Sở Công Thương Lai Châu nhận hối lộ, kỷ luật trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, tham nhũng trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu đất đai không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách và pháp luật mà còn gây ra những tổn hại lớn cho nền kinh tế và công bằng xã hội. Hậu quả sẽ làm suy yếu tính hiệu quả và tính công bằng của các chính sách có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khi các quyết định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt dự án bị chi phối bởi các hành vi tham nhũng, chính sách sẽ trở nên kém hiệu quả và không còn phụ thuộc vào lợi ích chung. Mới đây, liên quan đến mỏ cát khởi điểm là 1,2 tỷ đồng được đấu giá lên gần 373 tỷ đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét và yêu cầu xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ đấu giá mỏ cát của Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn. Sau khi nhận được báo cáo, ông đã giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc để xem xét. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam nhận thấy cuộc đấu giá kéo dài và mức trúng đấu giá cao bất thường, đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và chỉ đạo tạm thời chưa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, rà soát lại các hồ sơ, thủ tục, quy trình có liên quan và giao công an tỉnh xem xét điều tra nếu các đơn vị tham gia đấu giá có dấu hiệu thao túng thị trường, đẩy giá vật liệu. Cụ thể, vào chiều ngày 19 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ BD2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn. Theo đó, ngày 22 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 647, quyết định Ủy ban nhân dân về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và giá khởi điểm đối với 22 danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang, Điện Bàn, trong đó có khu vực khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường DB2B với diện tích 6,04 hectare, tài nguyên dự kiến 159.000 mét khối cát. Giá khởi điểm R bằng 5%, khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định tại phụ lục 1 Nghị định số 67/2019, Nghị định Chính phủ ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn cho biết ngày 18 tháng 10, tại hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận, đơn vị được Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn thuê thực hiện đấu giá, đã tiến hành tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản điểm mỏ DB2B. Cuộc đấu giá kết thúc vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 19 tháng 10, trải qua 200 vòng đấu, đơn vị trúng đấu giá là công ty cổ phần MT Quảng Đà với giá trúng đấu giá là 1.534,6% R, tương đương với số tiền trúng đấu giá tạm thời tính theo trữ lượng dự tính là 159.000 mét khối, là hơn 370,5 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm là 369,3 tỷ đồng. Qua nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy cuộc đấu giá kéo dài và mức trúng đấu giá cao bất thường. Để tránh trường hợp đơn vị trúng đấu giá cố tình kéo dài việc thực hiện hồ sơ thủ tục có liên quan đến cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản hoặc không thực hiện hồ sơ thủ tục cấp phép cũng như giá vật liệu cát cao bất thường, Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tạm thời chưa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ DB2B, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn sẽ tiến hành rà soát lại các hồ sơ, thủ tục, quy trình có liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ DB2B, trong đó có vấn đề về năng lực tài chính của đơn vị trúng đấu giá quy định tại điều 53 Luật khoáng sản năm 2010. Và đề nghị công an tỉnh sẽ xem xét để điều tra các đơn vị tham gia đấu giá có dấu hiệu thao túng thị trường, đẩy giá vật liệu cát trên địa bàn tỉnh cao bất thường hoặc làm khan hiếm vật liệu cát, ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng các công trình. Đối với trường hợp nêu trên sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hà Nội chính thức hủy kết quả đấu giá 3 mỏ cát khủng gần 1.700 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành quyết định hủy kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát gồm Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Tây Đằng, Minh Châu, huyện Ba Vì và mỏ cát Châu Sơn, huyện Ba Vì. Theo đó, lý do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có quyết định nêu trên là do nhà thầu đã vi phạm quy định về luật đấu thầu. Cụ thể đó là cố ý cung cấp tài liệu không trung thực, không khách quan trong các hồ sơ có liên quan nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và khoản 4, khoản 5, điều 5 quy định tại thông tư 02/2022, thông tư Bộ Tư pháp ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Tư pháp. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội chủ trì các đơn vị có liên quan để triển khai các thủ tục tiếp theo để đảm bảo đúng quy định. Phòng khoáng sản sẽ chủ trì cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội và các đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết quả thực hiện. Trước đó, ngày 5 tháng 11 năm 2023 và ngày 6 tháng 11 năm 2023, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, mỏ cát Thượng Cát, Tây Đằng, Minh Châu và Châu Sơn. Kết quả có 3 đơn vị trúng thầu với tổng số tiền khoảng 1.700 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Tháng 5 năm 2024, trong văn bản báo cáo Thủ tướng về kết quả rà soát về quy trình đấu giá 3 mỏ cát trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu rõ, thông qua việc đối chiếu giá vật liệu xây dựng cho thấy 1 mét khối cát chưa khai thác ở 3 mỏ này đã cao hơn, thậm chí cao gấp nhiều lần so với giá cát đến chân công trình. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng việc này sẽ dẫn đến các dự án khai thác cát tại 3 mỏ này không thể có lợi nhuận. Khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư sẽ vừa không đạt tiêu chí về lợi nhuận kinh tế, có thể tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Quân ủy Trung ương xem xét kỷ luật 12 quân nhân. Quý vị thân mến, những năm vừa qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đặc biệt coi trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong quân đội, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp để phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong đảng bộ quân đội. Mới đây, 12 quân nhân bị xem xét kỷ luật vì có những hành vi vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội. Cụ thể, sáng 18 tháng 10, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét cho ý kiến đề nghị xử lý kỷ luật đối với 12 quân nhân vi phạm. Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá những vi phạm của quân nhân là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật đối với các quân nhân vi phạm. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá các ý kiến đóng góp tại kỳ họp là chặt chẽ, khách quan và công tâm, phân tích rõ về mức độ vi phạm và bám sát vào các quy định của Đảng, của quân đội. Các hình thức đề nghị kỷ luật vừa nghiêm minh vừa mang tính nhân văn và giáo dục đối với quân nhân vi phạm. Cùng với xử lý nghiêm minh các vi phạm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, cảnh tỉnh, răn đe đến cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị trong toàn quân để kịp thời rút kinh nghiệm, góp phần ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm. Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương yêu cầu Ủy ban cần phải nắm chắc tình hình, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Quý vị thân mến, tình hình tiêu cực, tham nhũng và lãng phí trong quân đội tuy chưa nhiều nhưng đã có những vụ việc, vụ án phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ tiềm ẩn, vụ án, vụ việc trên một số lĩnh vực như là quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản công, quản lý sử dụng đất quốc phòng, đầu tư xây dựng cơ bản hay cổ phần hóa doanh nghiệp. Một số hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí lúc đầu thường nhỏ, ít nghiêm trọng, nhưng khi diễn biến ra trong thời gian dài mà không được ngăn chặn kịp thời sẽ trở thành những vụ việc lớn, nghiêm trọng và phức tạp. Các vụ việc tham nhũng lãng phí xảy ra sẽ làm thiệt hại đến tài sản của quân đội, là trở lực lớn cản trở sự phát triển của quân đội, làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, làm mất lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội, đồng thời là cơ sở để các thế lực thù địch chống phá và thực hiện âm mưu phi chính trị hóa quân đội, ảnh hưởng lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo 20 tỷ đồng. Quý vị thân mến, ngày 15 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Thanh Viên, 49 tuổi ở huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ việc này là ông T, đồng nghiệp của Viên tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra cho biết, do cần tiền để trả nợ cá nhân nên trong thời gian làm việc cùng nhau, Viên đã đưa ra thông tin gian dối về việc Viên có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu, đề nghị anh T đưa tiền để Viên cho khách hàng vay. Từ ngày 26 tháng 9 năm 2023 đến ngày 17 tháng 10 năm 2023, anh T tin tưởng nên đã nhiều lần đưa tiền cho Viên vay. Sau khi nhận được tiền, Viên đã sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân để che giấu hành vi phạm tội. Viên vẫn trả một khoản tiền lại cho anh T đúng như thỏa thuận, nhưng sau đó Viên tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối để anh T đưa cho Viên số tiền lớn hơn. Tính đến thời điểm bị tố cáo, Viên đã chiếm đoạt của anh T số tiền 20,5 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Thanh Viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 15 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Viên. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tạm giữ trưởng phòng Sở Công Thương Lai Châu nhận hối lộ. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, mới đây vào chiều ngày 20 tháng 8, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu và tạm giữ hình sự đối với ông Trần Văn Huy, 39 tuổi, trú tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu về hành vi đưa hối lộ, tạm giữ hình sự đối với ông Vũ Văn Hình, trưởng phòng quản lý công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Lai Châu để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo Công an tỉnh Lai Châu, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ tại thủy điện Nậm Cấu khiến hai công nhân tử vong. Trước đó, vào chiều ngày 9 tháng 8, nhóm công nhân vào hầm công trình thủy điện Nậm Cấu để đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan phá đá thì xảy ra sự cố mìn phát nổ khiến một công nhân nước ngoài tử vong và một công nhân Việt Nam bị thương nặng. Đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hai nhóm tội vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ. Theo tài liệu điều tra, ông Trần Văn Huy là kỹ sư làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, biết việc công an đang mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại thủy điện Nậm Cấu nên thấy ăn năn ra đầu thú về hành vi đưa hối lộ và xin nộp 140 triệu đồng làm việc với công an. Ông Huy khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 đã vận động được 205 người làm công việc có liên quan đến vật liệu nổ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia đề xuất với Phòng Quản lý Công nghiệp mở 4 lớp tập huấn kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp. Quá trình tổ chức lớp tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, ông Huy đã thu số tiền từ 2 đến 3,5 triệu đồng trên một người, tổng số tiền 510 triệu đồng để chi phí mở lớp và chi bôi trơn 220 triệu đồng cho ông Hình nhằm được tạo điều kiện trong việc tập huấn, rút ngắn số ngày học thi bao đỗ. Sau khi tổ chức 4 lớp, ông Huy đã thu lợi chiếm hưởng 140 triệu đồng. Từ thông tin của ông Huy cung cấp, Công an tỉnh Lai Châu đã mời ông Hinh lên làm việc. Nghi phạm này đã tự nguyện viết đơn xin đầu thú. Theo lời tự thú, ông Hinh được tham mưu cho lãnh đạo Sở Công Thương chỉ đạo cấp dưới trong việc giám sát, tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp. Song bản thân đã có nhiều sai phạm. Cụ thể, ông Hinh đã trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng do ông Huy đưa để đơn giản việc tập huấn thì từ đó ông Hinh chỉ đạo cấp dưới làm ẩu, buông lỏng giám sát, không thực hiện đúng các quy định về tập huấn đối với loại vật liệu nguy hiểm này. Sau khi nhận số tiền trên, ông Hinh đã đưa một phần cho một số người tại Sở Công Thương, phần còn lại giữ chi tiêu cá nhân. Sau buổi làm việc, ông Hinh đã tự nguyện giao nộp 220 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Có hay không, việc bệnh nhân ung thư phải đút lót 200.000 đồng mỗi lần xạ trị. Quý vị thân mến, cách đây 69 năm, trong thư gửi cán bộ, hội nghị y tế, Bác Hồ đã căn dặn những người làm công tác y tế phải thực hiện cho kỳ được tinh thần trách nhiệm lớn lao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Lương y phải như tử mẫu.
Nhưng mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ngắn của một người làm từ thiện chia sẻ về việc bệnh nhân ung thư phải đút lót 200.000 đồng mỗi lần xạ trị ở bệnh viện ca cơ sở 2, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội để được xạ trị sớm, không phải chờ đợi thời gian dài. Đến ngày 20 tháng 8, bệnh viện đã có thông tin phản hồi khẳng định những nội dung nêu trên video là bịa đặt, vu khống, mang tính bôi nhọ, cố tình xúc phạm hình ảnh, uy tín của đơn vị. Lãnh đạo Bệnh viện ca Hà Nội cũng cho biết quan điểm của đơn vị là không bao che, tiêu cực. Tuy nhiên, người chia sẻ vụ việc là chị T không đưa rõ bằng chứng, chỉ nghe người bệnh kể lại. Chúng tôi rất đau đầu vì bệnh viện mang tiếng nên muốn giải quyết ngay. Hiện tại không có bằng chứng nên không xử lý được. Nếu thông tin chính xác cụ thể, bệnh viện sẽ làm nghiêm theo quy định. Cụ thể, chị T, tạm trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết chị sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về video chia sẻ thông tin bệnh nhân đưa 200.000 đồng để được xạ trị sớm ở bệnh viện ca. Chị T cũng cho biết chỉ cần lãnh đạo ngành sâu sát đi vào thực tế sẽ rõ mọi việc. Nếu cần bằng chứng, tôi có clip ghi lại phản ánh của bệnh nhân. Theo chị T, đến nay clip của chị có hơn 50.000 lượt bình luận, trong đó có rất nhiều bình luận chia sẻ từng phải lót tay bác sĩ bệnh viện ca, và chị cũng chia sẻ mình lên tiếng vì mong muốn bệnh viện lắng nghe. Bản thân chị không kinh doanh về y tế, sức khỏe để cạnh tranh hay hạ uy tín của bệnh viện. Tôi chỉ muốn hướng đến điều tốt đẹp. Có bệnh nhân ung thư từ quê lên, họ xếp hàng 1-2 giờ chờ đợi xin từng suất ăn từ thiện. Có người 2-3 ngày trước đó còn nhận suất ăn, nhưng hôm nay họ không còn nữa. Chị T cũng tiếp tục khẳng định bản thân sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng. Hiện tại người phụ nữ này bị gãy chân và nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, Hà Nội. Công an huyện Thanh Trì cũng cho biết đã nhận được đơn của chị T tố cáo bảo vệ của Bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp Thanh Trì, Hà Nội hành hung khiến chị bị gãy xương mắc chân trái. Công an đang vào cuộc điều tra để xác minh nội dung đơn. Cụ thể, vào sáng ngày 20 tháng 8, đại diện công an huyện đã đến lấy lời khai của chị liên quan đến vụ việc này. Liên quan đến vụ việc này, tiến sĩ Phùng Thị Huyền, phụ trách phòng quản lý chất lượng bệnh viện ca cho biết, hàng năm đơn vị đều có kế hoạch kiểm tra chất lượng để phục vụ người bệnh tốt hơn. Từ tháng 4, bệnh viện có 2 đoàn kiểm tra cơ sở Tam Hiệp và Tân Triều Thanh Trì, Hà Nội lấy ý kiến của người bệnh về thái độ phục vụ của nhân viên y tế, bao gồm cả vấn đề nhũng nhiễu, vòi vĩnh. Tổng kết sơ bộ, phòng quản lý chất lượng không ghi nhận phản ánh nào về việc kẹp tiền vào sổ y bạ hay phong bì lót tay bác sĩ. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện ca làm rõ quy trình thái độ của cán bộ đối với bệnh nhân. Quý vị thân mến, luật khám chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực từ năm 2024 nêu rõ 6 nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh, trong đó phải tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối với người bệnh và tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Cùng đó, một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám chữa bệnh là nhũng nhiễu, hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện ca báo cáo làm rõ thông tin phản ánh, nghiêm túc rà soát lại các quy trình và hành vi, thái độ của cán bộ y tế. Cụ thể, vào chiều ngày 21 tháng 8, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Bệnh viện ca trong những ngày gần đây. Vị lãnh đạo này cũng đã khẳng định cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra và đã có chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu bệnh viện báo cáo cụ thể, làm rõ những thông tin phản ánh, nghiêm túc rà soát lại các quy trình, hành vi, thái độ của cán bộ y tế đối với bệnh nhân, đảm bảo đúng quy định. Bệnh viện ca là đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế, hiện có 3 cơ sở là Quán Sứ, Tam Hiệp, Tân Triều và đang có kế hoạch xây dựng cơ sở 4 tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Mỗi năm bệnh viện này tiếp nhận gần nửa triệu lượt bệnh nhân khám và điều trị, thực hiện hơn 30.000 cuộc phẫu thuật, hơn 35.000 lượt hóa trị và hơn 15.000 lượt xạ trị. Chúng tôi cũng rất hy vọng các bác sĩ đang hành nghề luôn nêu cao được tinh thần lương y như tử mẫu, nghĩa là một người thầy thuốc đồng thời phải như một người mẹ hiền. Đây là một trong những phẩm chất cao quý nhất trong thang giá trị y đức của người thầy thuốc, theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
kỷ luật trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, khai trừ ra khỏi đảng nguyên chủ tịch thành phố Sông Công. Quý vị thân mến, tham nhũng được xem là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Còn đối với Việt Nam, tham nhũng vẫn được nhận diện là một trong những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ. Chính vì lẽ đó, dù đã đạt được rất nhiều thành quả hết sức quan trọng, song không được phép chủ quan, thỏa mãn, mà ngược lại phải tiếp tục kiên trì, đấu tranh và xem đây như một cuộc chiến không khoan nhượng. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm quy định của Đảng, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thắng lợi kéo dài tại thành phố Sông Công. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tiến hành họp hội nghị lần thứ 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh việc thảo luận triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và các đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thắng lợi kéo dài thành phố Sông Công giai đoạn 1-2, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Khôi, nguyên Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công nhiệm kỳ 2016-2021 do thiếu trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện dự án, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lũy, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Quang Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc Đảng bộ huyện Đồng Hỷ do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra cùng ngày, sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hoàng Thái Cương, Tỉnh ủy viên Bí thư Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Chủ tịch xã nhận hối lộ 2 tỷ đồng và 2 cây tùng trị giá 500 triệu đồng. Quý vị thân mến, công cuộc chống tham nhũng đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bởi cuộc chiến đấu với giặc nội xâm này đã là hợp với lòng dân, phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của nhân dân là làm sao cho nước nhà thực sự vững mạnh, để nhân dân được sống ấm no, hạnh phúc, khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh, tham nhũng vặt. Những vụ án tham nhũng tiêu cực ở cấp xã, phường, thị trấn đang được triển khai rất mạnh mẽ trên toàn quốc. Cụ thể, vào sáng ngày 15 tháng 5, ông Trần Văn Việt đã đến đầu thú khai nhận với cơ quan cảnh sát điều tra, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang, bản thân đã nhận 2 tỷ đồng từ nhóm người thuộc công ty LHD, mỗi lần 1 tỷ đồng và nhóm người thuộc công ty LHD còn tặng ông Việt 2 cây tùng La Hán có giá trị 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền và cây cảnh, ông Việt đã làm ngơ, bỏ qua cho một số vi phạm của nhóm đối tượng của công ty LHD để thuận lợi trong việc phân lô bán nền trái phép khu dự án K8. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận Trần Văn Việt đầu thú, đồng thời thi hành lệnh khám xét các địa chỉ liên quan đến ông Việt để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Ở một diễn biến liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc đã chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, đưa hối lộ trong lĩnh vực đất đai có liên quan đến công ty LHD cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra theo quy định. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ xã, 3 cán bộ vườn quốc gia Phú Quốc về hành vi nhận hối lộ. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng có liên quan. Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên hãy liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, công an tỉnh Kiên Giang cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án đến ngay cơ quan công an đầu thú, thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Khởi tố bắt giam bí thư nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân địa chính xã chủ doanh nghiệp. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cùng công chức địa chính xã và một chủ doanh nghiệp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn. Các bị can bao gồm Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1970, trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đoan Hùng; Nguyễn Văn Luấn, sinh năm 1976, trú xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cán bộ công chức địa chính xã Hùng Dũng và nguyên là cán bộ công chức địa chính xã Đoan Hùng; bị can thứ ba tên là Trướng, một chủ doanh nghiệp. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà, các bị can nói trên bị khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng phạm thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai xảy ra tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định hành vi của các bị can gây thiệt hại, thất thoát số tiền trên dưới 3 tỷ đồng. Được biết, ông Nguyễn Văn Ba, bí thư đảng ủy xã Đoan Hùng, thời điểm để xảy ra vi phạm đã giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đoan Hùng. Cùng thời điểm này, Nguyễn Văn Luấn đang giữ chức vụ cán bộ công chức địa chính xã Đoan Hùng. Hiện Luấn là cán bộ công chức địa chính xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà tiếp tục điều tra xử lý, làm rõ theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, khi Đảng ta đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực, đã có rất nhiều những ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào phòng chống tham nhũng sẽ làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm và làm chậm sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, linh hồn của cuộc chiến chống giặc nội xâm đã nhiều lần khẳng định chính nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần rất quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững được ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại, lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch cố tình xuyên tạc bản chất và ý nghĩa của cuộc chiến chống giặc nội xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng và được sự đồng tình ủng hộ rất cao của nhân dân. Đây cũng là cơ sở, là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất để cổ vũ cho công cuộc đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực của Việt Nam đi đến những thắng lợi mới, từ đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh. Công an vào cuộc bắt khẩn cấp 5 cán bộ xã dính chàm. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, hiện nay công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các địa phương trên nóng dưới cũng đang nóng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 5 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, 4 bị can bị khởi tố bắt tạm giam bao gồm Lê Văn Việt, sinh năm 1963, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân, trước là bí thư Đảng ủy xã Hoàng Tân, từ năm 2016 là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Nguyễn Xuân Cương, sinh năm 1968, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân; Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1980, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hoàng Tân; và Lê Xuân Hưng, sinh năm 1983, nguyên công chức kế toán Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân. Bị can Trần Văn Tuyên, sinh năm 1969, nguyên trưởng ban quản lý chợ rừng thị xã Quảng Yên, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân giai đoạn 2014-2016, bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các lệnh quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2014 đến năm 2021, Trần Văn Tuyên, Lê Văn Việt với vai trò là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Nguyễn Xuân Cương, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Vũ Mạnh Cường, chủ tịch Hội nông dân xã, Lê Xuân Hưng, công chức kế toán Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân đã tổ chức đấu thầu cho người dân thuê các đầm nuôi thủy sản với diện tích hơn 100 hectare do Ủy ban nhân dân xã quản lý, thu tổng cộng
3 tỷ 028 triệu đồng. Tuy nhiên, các đối tượng trên đã để ngoài sổ sách, không nộp vào ngân sách nhà nước mà chi sử dụng ngoài định mức và dự toán được giao, gây thất thoát số tiền 2 tỷ 313 triệu đồng. Trong đó, Lê Văn Việt và Nguyễn Xuân Cương chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại, Vũ Mạnh Cường chịu trách nhiệm thiệt hại 1 tỷ 380 triệu đồng, Trần Văn Tuyên chịu trách nhiệm thiệt hại 885 triệu 784 nghìn đồng, Lê Xuân Hưng chịu trách nhiệm thiệt hại 1 tỷ 117 triệu 894 nghìn đồng. Bước đầu tiên, Lê Văn Việt, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Xuân Cương, Vũ Mạnh Cường đã tự nguyện giao nộp số tiền 2 tỷ 313 triệu 901 nghìn đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm của mình. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm không phải vì trị ai, thù oán ai mà hoàn toàn vì nhân văn, nhân đạo. Như Bác Hồ đã từng nói, phải cưa một cành mọt sâu để cứu cả cái cây, xử một vài người để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa người khác đừng vi phạm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý không phải xử nhiều, xử nặng mới là nghiêm. Khởi tố khẩn cấp Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM. Mới đây, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM và một trưởng ban điều hành dự án 4 thuộc ban này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam đối với ông Bùi Thanh Tân, sinh năm 1970, trú tại phường 6, quận 4, TP.HCM về tội nhận hối lộ. Ông Tân là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh trên còn có Lê Thanh Tùng, sinh năm 1977, trú tại quận 12, TP.HCM, trưởng ban điều hành dự án 4 thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị. Dự án 4 chịu trách nhiệm quản lý giai đoạn 2 của dự án hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên với tổng số vốn đầu tư 8.200 tỷ đồng. Trước đó, ông Bùi Thanh Tân đã vắng mặt tại cơ quan trong một thời gian dài. Ngày 1 tháng 10, Chủ tịch UBND TP.HCM đã quyết định phân công ông Trần Như Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án phụ trách lãnh đạo và điều hành hoạt động của ban, bao gồm các giao dịch về tài chính và nhiệm vụ của giám đốc. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM đóng vai trò chủ đầu tư các công trình hạ tầng đô thị như cấp thoát nước, chống ngập, công viên, cây xanh, chiếu sáng và các dự án khác sử dụng nguồn vốn ngân sách hoặc vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng. Quý vị thân mến, những thành quả mà công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được trong thời gian vừa qua đã trở thành một việc làm thực sự cần thiết, tất yếu và thực tế đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Bởi lẽ, đảng cầm quyền luôn có nguy cơ bị thoái hóa biến chất mà tham nhũng tiêu cực là khuyết tật bẩm sinh đe dọa đến sự tồn vong của đảng, của chế độ. Tham nhũng tiêu cực sẽ làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đảng và nhà nước, là thách thức rất lớn đối với sự lãnh đạo của đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, đe dọa đến sự ổn định phát triển của đất nước, sự tồn vong của đảng và chế độ. Chính vì vậy, vị trí và vai trò của cuộc đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực ngày càng được coi trọng và nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Đấu tranh với phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những vấn đề trọng yếu trong xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngày càng được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Bình Thuận khởi tố Bệnh viện Y học cổ truyền liên quan đến công ty AEC. Quý vị thân mến, cựu chủ tịch AEC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục truy nã liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AEC. AEC là một trong những công ty đã vươn vòi bạch tuộc ra khắp các tỉnh thành trên cả nước với hàng loạt những vụ bê bối liên quan đến hối lộ, tham nhũng để trúng thầu. Mới đây, tại Bình Thuận đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến công ty AEC tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Gói thầu thiết bị công ty AEC cung cấp cho bệnh viện với trị giá là 12,7 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào chỉ hơn 8,7 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 4 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AEC
và các đơn vị có liên quan. Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với các gói thầu do công ty AEC trúng thầu trên địa bàn tỉnh. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 11 gói thầu tại Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo và Bệnh viện Y Dược học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh Bình Thuận. Quý vị thân mến, có thể nói tham nhũng là nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ và Đảng ta đã xác định đấu tranh phòng chống thứ giặc nội xâm này là việc làm cần thiết, tất yếu, hợp lòng dân và xu thế phát triển chung. Đối với gói thầu tại Bệnh viện Y Dược học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh Bình Thuận, chủ đầu tư đã đưa ra tiêu chí và hồ sơ mời thầu có khả năng làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, tạo điều kiện cho công ty AEC trúng thầu. Gói thầu thiết bị công ty AEC cung cấp cho bệnh viện với giá trị là 12,7 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào chỉ hơn 8,7 tỷ đồng, chênh lệch 4 tỷ đồng, trong đó có 20 trên 36 thiết bị với giá trị tăng từ 150 đến 450%. Từ kết quả nêu trên, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã chuyển hồ sơ vụ việc tại Bệnh viện Y Dược học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với 3 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh do công ty AEC trúng thầu. Cụ thể, gói thầu mua sắm thiết bị phòng học năm 2016 giá trị 12,4 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào chỉ 4,9 tỷ đồng, chênh lệch hơn 7,4 tỷ đồng. Gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh 2017 giá trị 12,6 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào là 5,9 tỷ đồng, chênh lệch hơn 6,7 tỷ đồng. Gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh cho 10 trường trung học cơ sở thuộc các xã nông thôn mới năm 2017 giá trị hơn 2,1 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào là 899 triệu đồng, chênh lệch hơn 1,2 tỷ đồng. Chính vì vậy, việc khởi tố và xử lý nghiêm minh những vụ án này chính là lời cảnh tỉnh cho những ai đã, đang và sẽ có ý định tham nhũng và thể hiện được tinh thần phòng chống tham nhũng của Đảng ta là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không kể đó là ai. Đã có những bước tiến rất lớn, toàn diện và ngày càng quyết liệt, chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có như vậy mới góp phần giữ vững được ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mới. Nhận tiền bảo kê, Thanh tra Giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lãnh án. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 7 bị cáo là thanh tra giao thông, trong đó mức án đề nghị cao nhất là 20 năm tù. Sau nhiều ngày xét hỏi, sáng ngày 15 tháng 10, phiên tòa xét xử 7 thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và gần 50 chủ xe doanh nghiệp đã bước sang phần tranh tụng. Đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên công tố tại tòa đã công bố bản luận tội đề nghị mức án đối với các bị cáo. Bản luận tội của cơ quan công tố khẳng định hành vi nhận và đưa hối lộ của các bị cáo trong vụ án rất rõ ràng. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo là thanh tra giao thông phạm tội nhận hối lộ, các chủ xe, doanh nghiệp, tài xế phạm tội đưa hối lộ. Theo đó, 7 bị cáo thanh tra giao thông bị xét xử về tội nhận hối lộ bị đề nghị mức án nhẹ nhất là 6 năm tù. Trong đó, bị cáo Lâm Hữu Trí bị đề nghị mức án cao nhất 20 năm tù. 6 bị cáo nguyên là thanh tra giao thông còn lại bị đề nghị mức án từ 6 đến 13 năm tù. Đối với nhóm bị cáo là chủ xe, doanh nghiệp, tài xế bị xét xử về tội đưa hối lộ, cơ quan công tố đề nghị mức án tù giam đối với 15 bị cáo. Trong đó, người cao nhất là 7 năm tù, những người còn lại được đề nghị cho hưởng án treo. Rúng động, trung tâm dạy lái xe cấp gần 40.000 bằng giả, hơn 63.000 người sập bẫy. Quý vị thân mến, mới đây Bộ Công an đã xác định trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho hơn 39.000 học viên trái quy định, trong đó có hơn 63.000 học viên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án hình sự giả mạo trong công tác đưa và nhận hối lộ. Liên quan đến sai phạm tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn thành phố Biên Hòa, tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đã cung cấp hồ sơ pháp lý về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, danh sách các giáo viên, học viên, cán bộ được phân công theo dõi, giám sát những kỳ thi sát hạch lái xe, hồ sơ về thanh tra, kiểm tra của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Giáo dục và Dạy nghề 3T, trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho cơ quan chức năng để phục vụ cho công tác điều tra.
Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế Đồng Nai cung cấp hồ sơ cho các cơ quan điều tra, đồng thời các đơn vị có liên quan cung cấp những hồ sơ về kê khai thuế của doanh nghiệp này, hồ sơ pháp lý về việc thành lập trung tâm. Đối với đơn của công dân ghi là học viên, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cụ thể, đối với nhóm công dân, ý kiến trong đơn là đại diện tập thể học viên tồn đọng của Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự giả mạo trong công tác. Liên quan đến trung tâm trên, nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã và đang cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Để không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra xử lý vụ án, Sở Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn. Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn cũng đã có hai văn bản xin ý kiến của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, tuy nhiên chưa được hướng dẫn trả lời. Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn thực hiện các việc như sau. Đối với các nhóm học viên tồn đọng đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, học viên vắng thi sát hạch, học viên thi sát hạch rớt, Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn rà soát lại toàn bộ hồ sơ, lập danh sách cụ thể từng thời điểm năm 2020, 2021, 2022, xin ý kiến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra. Sau khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn sẽ lập hồ sơ, báo cáo gửi về Sở Giao thông Vận tải để được tiếp nhận, rà soát và thành lập hội đồng thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định. Đối với nhóm học viên tồn đọng đã đóng tiền nhưng chưa vào khóa học, đề nghị rà soát lập báo cáo nộp về Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận theo quy định. Trường hợp học viên muốn rút hồ sơ không học thì đề nghị trung tâm thỏa thuận trao đổi thống nhất với học viên để hoàn trả tiền. Trước đó, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hồ Đình Thái, giám đốc Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn về tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Bùi Đình Thỏa, cựu phó giám đốc phụ trách đào tạo Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn về tội đưa hối lộ, Nguyễn Thị Mỹ Nhân, phó trưởng phòng, Nguyễn Nhân Cường, chuyên viên phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ, Đặng Thái Hân, cựu phó giám đốc phát triển thị trường Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn, giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Nghề nghiệp K27 về tội giả mạo trong công tác. Khởi tố nguyên chủ tịch phường thụt két ngân sách để trả nợ cá nhân. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa thi hành quyết định khởi tố đối với nguyên chủ tịch phường và nguyên kế toán phường Tràng Dài do có liên quan đến việc thụt két ngân sách nhà nước. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Trường Hải, sinh năm 1978, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tràng Dài về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thời điểm bị khởi tố, ông Hải đã bị điều chuyển về làm nhân viên tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Thị Ngọc Tuyền, sinh năm 1982, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân phường Tràng Dài, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra, công an xác định từ ngày 18 tháng 3 năm 2022 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, ông Võ Trường Hải giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tràng Dài đã thiếu trách nhiệm trong quá trình thi hành công vụ khi là chủ tài khoản nhưng đã giao chữ ký số, cung cấp mật khẩu giao dịch với kho bạc nhà nước cho kế toán phường, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao. Lâm Thị Ngọc Tuyền là kế toán Ủy ban Nhân dân phường đã lập khống hóa đơn, chứng từ để rút số tiền hơn 111 triệu đồng từ ngân sách nhà nước để trả nợ cá nhân. Diễn biến mới nhất, vụ 4 tiếp viên hàng không khởi tố 1.038 bị can thu hơn 323 kg ma túy. Mới đây, Công an TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng để khởi tố 1.038 bị can về nhiều tội danh thu giữ hơn 323 kg ma túy, số tiền giao dịch hơn 28.000 tỷ đồng. Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, vào ngày 19 tháng 8, Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố tổng cộng 1.038 bị can về các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 323 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn,
chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, kết quả chuyên án truy xét số VN10, 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy ngày 16 tháng 3 năm 2023, đến nay Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chặt đứt 343 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, đồng thời khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy. Trong thời gian ngắn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã vận chuyển chót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó chuyển phát nhanh nội địa về thành phố Hồ Chí Minh cất giấu tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Lực lượng công an đã làm rõ toàn bộ đường dây phạm tội, đối tượng chủ mưu cầm đầu, trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, thể hiện tinh thần khẩn trương, mưu trí, sáng tạo, sắc bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như bản lĩnh, tính nhân văn sâu sắc, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong những thành tích xuất sắc để chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm ngành truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tham nhũng 7.750 tỷ đồng, 534 cây vàng, 1.444 sổ đỏ, kỷ luật 2 phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng, 16 cán bộ diện trung ương quản lý bị khởi tố. Quý vị thân mến, tham nhũng tiêu cực là căn bệnh xã hội rất nguy hiểm, không chỉ làm cản trở tới sự phát triển của đất nước, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội mà còn nguy hiểm hơn, còn là mầm mống của tự diễn biến, tự chuyển hóa, dẫn tới làm suy yếu bộ máy của Đảng và Nhà nước, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cho nên, phòng chống tham nhũng tiêu cực là vấn đề cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh công tác này mà ảnh hưởng và cản trở đến sự phát triển kinh tế xã hội. Tham nhũng 7.750 tỷ đồng, 534 cây vàng, 1.444 sổ đỏ. Quý vị thân mến, mới đây Ban Nội chính Trung ương thông tin về số cán bộ cấp cao bị kỷ luật khởi tố trong các đại án tham nhũng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 141 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 31 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 24 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Cụ thể, vào chiều ngày 14 tháng 8, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì thông báo về kết quả phiên họp 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó, chỉ riêng vụ án Phúc Sơn đã tạm giữ tổng số tiền, tài sản lên đến 315,25 tỷ đồng. Về công tác giám định định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng, ông Nguyễn Hữu Đông khẳng định tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã kịp thời tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản có giá trị lớn. Cụ thể, trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng số tiền, tài sản là 315,25 tỷ đồng, 1,9 triệu đô, 534 cây vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 1.117 tỷ đồng, 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở và nhiều tài sản giá trị khác. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thu hồi được gần 7.750 tỷ đồng, tăng hơn 5.650 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là 85.520 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,75%. Cạnh đó, các hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác giám định định giá tài sản cũng được xử lý rất nghiêm minh.